Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Về Hạ viện Mỹ bận rộn tìm kiếm nhà lãnh đạo mới, một lần nữa làm dấy lên nguy cơ chính phủ phải đóng cửa, kéo theo đó là các tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế. Theo các chuyên gia phố Wall, bất ổn chính trị đặt ra những rủi ro lớn đối với thị trường tài chính Mỹ, vốn đã lao đao trước các biện pháp cứng rắn nhằm giảm lạm phát gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chưa dừng lại ở đó, lợi suất trái phiếu tăng vọt và tình trạng hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ khiến các nhà đầu tư không khỏi lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế trong những tháng tới. Kelly Cox, nhà phân tích đầu tư Mỹ tại eToro cho biết vào hôm 4 tháng 10, lợi suất và diễn biến thị trường dầu mỏ đều là những vấn đề lớn. Hơn thế nữa, việc chúng xảy ra tại thời điểm nền kinh tế dễ bị tổn thương sẽ khiến cho hậu quả càng thêm nghiêm trọng hơn. Nền kinh tế số một thế giới đã có một tháng 9 đầy bất ổn với việc chính phủ nước này có nguy cơ đóng cửa và mặc dù Quốc hội Mỹ đã thông qua biện pháp tạm thời, nhưng rủi ro này vẫn vô cùng lớn. Có hiệu lực đến ngày 17 tháng 11, dự luật ngân sách tạm thời sẽ giúp các nhà lập pháp có thời gian để tìm kiếm thỏa thuận mới về nguồn tài trợ cho chính phủ. Tuy nhiên, việc Hạ viện phế chốt ông McCarthy khiến cơ quan này trước tiên phải bầu ra vị trí người đứng đầu mới trước khi xét tới các vấn đề khác. Các chuyên gia phú quân lo ngại rằng, mặc dù các lần đóng cửa chính phủ đều diễn ra trong thời gian ngắn và ít có tác động trực tiếp đến kinh tế, lần đóng cửa này có thể làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng. Cái giá phải trả bao gồm tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP và tăng chi phí vay. Theo ước tính của Ernst Young, mỗi tuần chính phủ Mỹ đóng cửa có thể khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 6 tỷ đô la Mỹ và làm giảm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 0,1 điểm phần trăm trong quý 4 năm 2023. Việc đóng cửa cũng khiến tình hình kinh tế Mỹ trở nên không rõ ràng. Trong trường hợp như vậy, Cục Thống kê Lao động ngừng công bố dữ liệu, chẳng hạn như các số liệu chính về lạm phát và thất nghiệp khiến Cục Dự trữ Liên bang Fed và các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc hiểu rõ nền kinh tế và đưa ra quyết định liên quan như lúc này. Fed đang ở thời điểm then chốt trong chiến dịch chống lạm phát cao. Hoạt động kinh doanh thông thường trên khắp nước Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Trong lần đóng cửa gần đây nhất, chính phủ Mỹ đã tạm dừng hai chương trình cho vay lớn của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ, nơi phân phối gần 200 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ. Các hoạt động kinh doanh mới cũng bị đình trệ. Vào năm 2019, các hoạt động sáp nhập công ty đang chờ xử lý đã bị chậm lại do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC không có đủ nhân viên và các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO cũng bị tạm dừng sau khi SEC ngừng xem xét và phê duyệt hồ sơ. Tờ Telegraph của Anh dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Anh sẽ ngừng cung cấp xe tăng Challenger 2 cho Ukraine. Những chiếc xe tăng hiện có dự kiến sẽ được nâng cấp lên phiên bản Challenger 3 nhằm đảm bảo an ninh nội bộ của Vương quốc Anh truyền thông Nga cho rằng anh ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì những vũ khí này trong tay Kiev không đạt được kết quả như mong đợi. Challenger 2 do anh sản xuất được coi là dòng chiến xa có giáp bảo vệ tốt nhất hiện nay trên thế giới. Tuy vậy, video chiến trường cho thấy một chiếc Challenger 2 đã bị bốc cháy ở tỉnh Zaporizhia, trở thành chiếc xe tăng đầu tiên bị Nga phá hủy. Mới đây, tờ Telegraph dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của anh cho biết London đã cạn kiệt nguồn cung cấp thiết bị quốc phòng mà nước này có thể hỗ trợ cho Ukraine. Quan chức này nói, anh đã hết thiết bị quốc phòng để quyên góp cho Ukraine và các nước khác nên can thiệp và gánh thêm gánh nặng. London khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev nhưng không có khả năng anh cung cấp thêm xe tăng và vũ khí phòng không cho Ukraine. Nguồn tin của Telegraph cho biết gánh nặng cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine không chỉ thuộc về Anh. Lập luận rằng mặc dù London đã quyên góp số lượng vũ khí và tiền bạc đáng kể nhưng nước này vẫn cần sự hỗ trợ từ các đồng minh. Quan chức này giải thích rằng Anh đã cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống tên lửa chống tăng phòng không và đạn dược thiết yếu, những trữ lượng của những vũ khí này hiện đang cạn kiệt nghiêm trọng. Ông lưu ý nguồn cung cấp xe tăng của quân đội Anh rất thiếu, chỉ có một số ít xe tăng được gửi đi trong khi vẫn phải đảm bảo an ninh quốc gia. Kể từ tháng 2 năm 2022, Anh đã cung cấp cho Ukraine hơn 12.000 vũ khí chống tăng, 300.000 viên đạn pháo, hàng nghìn tên lửa phòng không và pháo tự hành. Hơn 23.500 quân nhân Ukraine đã được huấn luyện chiến đấu tại các căn cứ quân sự trên khắp nước Anh, được hướng dẫn về các kỹ năng bao gồm xử lý vũ khí và sơ cứu trên chiến trường. Vào tháng 8 năm 2023, 900 lính thủy đánh bộ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện ở Anh, thực hành tiến hành các cuộc đột kích bãi biển và các hoạt động đổ bộ. London thực sự đã rất hào phóng trong việc hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraine. Ngay cả tên lửa Storm Shadow tầm xa cũng được London chuyển cho Kiev và Bộ Quốc phòng Anh quyết định viện trợ cả xe tăng Challenger 2 cho Ukraine Ngoài nhận được xe tăng của Anh, thì quân đội Ukraine thông báo nhận được đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91 Thoa đầu tiên từ Ba Lan, Với cơ bản là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72 của Liên Xô. Warsaw cung cấp cho Kiev khoảng 320 xe tăng T-72 các loại. Một số phiên bản cải tiến khác nhau của T-72 cũng được Cộng hòa Séc, Bulgaria và Bắc Macedonia gửi tới Ukraine. Trong khi đó, Slovenia cung cấp cho Kiev xe tăng M55S, một phiên bản cải tiến của một mẫu xe tăng T55 của Liên Xô các xe tăng do NATO viện trợ trong giai đoạn này dù không hiện đại nhưng chúng có nhiều ý nghĩa khác và phù hợp nhất với Ukraine thời điểm đó. Dẫn đầu trong các gói viện trợ xe tăng lớn hơn cho Kiev có thể kể tới như Đức, Tây Ban Nha, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2. Đan Mạch, Đức và Hà Lan cũng hứa cung cấp cho Kiev một số lượng lớn xe tăng Leopard 1 cũ trong khi Thụy Điển viện trợ STRV-122 phiên bản Leopard 2 của riêng nước này Cuối cùng Mỹ đã chuyển giao xe tăng M1 Abrams nổi tiếng của mình cho Ukraine. Lãnh đạo Abkhazia, ông Aslan Bzania cho biết đã ký thỏa thuận với Nga cho phép Moscow lập căn cứ hải quân trên bờ biển đen tại vùng ly khai thuộc Georgia. Ông Aslan Bzania, lãnh đạo vùng ly khai Abkhazia thuộc Georgia, nói với nhật báo Nga Ivestia hôm 5 tháng 10. Chúng tôi đã ký thỏa thuận và trong tương lai gần, Hải quân Nga sẽ có căn cứ thường trực ở quận Ochamchira, một ngày sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi. Theo ông Brzania, động thái nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của cả Nga và Abkhazia và hình thức hợp tác này giữa hai bên sẽ còn tiếp tục. Ông Brzania cho biết thêm, còn có những vấn đề khác mà tôi không tiện nhắc đến. Nga chưa bình luận về thông tin. Vào năm 2008, Nga đã công nhận nền độc lập của hai vùng ly khai Abkhazia và Nam Ossetia thuộc Georgia hồi tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev còn tiết lộ khả năng Nga sẽ sáp nhập hai vùng ly khai Nam Ossetia và Abkhazia nếu có lý do chính đáng. Georgia mất quyền kiểm soát hai vùng này sau khi Liên Xô tan rã. Moscow công nhận nền độc lập của họ từ năm 2008 sau nỗ lực của Georgia nhằm giành lại quyền kiểm soát Nam Ossetia bằng vũ lực dẫn đến một cuộc phản công của Nga. Dù sau đó quan hệ giữa Nga với Georgia đã được cải thiện, nhưng ông Medvedev cáo buộc phương Tây gây căng thẳng khi nói đến khả năng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp nhận Georgia. Ông Medvedev nói trong bài báo đánh dấu kỷ niệm 15 năm công nhận nền độc lập của hai vùng và đề cập đến khả năng sáp nhập. Chúng tôi sẽ không chờ đến khi những lo ngại trở nên gần thực tế hơn. Các quan chức Georgia đã nhiều lần nói rằng họ mong muốn tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt để có thể bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Theo như New York Times đưa tin, chiến thuật của Nga khi sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ rồi nhanh chóng phản công đang chứng minh tính hiệu quả khi đối phó với cuộc phản công của Ukraine. Cuộc phản công của Ukraine bị cản trở bởi các bãi mìn dày đặc và hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Tuy nhiên, một trở ngại khác mà quân đội Ukraine đối mặt hiện nay là chiến thuật mà Nga đang áp dụng, đó là nhượng đất và sau đó phản công. Thay vì cố giữ các chiến hào bằng mọi giá khi đối mặt với cuộc tấn công của Ukraine, các chuyên gia an ninh nhận định các chỉ huy của Nga đã triển khai một chiến thuật quân sự có từ lâu được biết tới là phòng ngự chiều sâu. Để tiến hành chiến thuật này, các lực lượng của nga rút về phòng tuyến thứ hai, khuyến khích quân đội ukraine tiến công, rồi sau đó tấn công ngược lại khi đối phương trong tình trạng dễ tổn thương, chẳng hạn như khi di chuyển lực lượng trên bãi đất trống hoặc mới đến các vị trí nga vừa bỏ lại. Mục tiêu của chiến thuật trên là ngăn cản quân đội ukraine củng cố một vị trí và sử dụng nó để tiến công xa hơn. Đây là chiến thuật kiev từng thực hiện thành công khi giành quyền kiểm soát làng roboty ở phía nam được đánh giá là đột phá lớn nhất của lực lượng này trong những tuần gần đây. Bên phòng thủ nhượng bộ lãnh thổ trong khi gây thương vong lớn cho bên tấn công với tính toán rằng có thể đặt đối phương vào một cuộc phản công quyết định. Nhà phân tích Ben Barry thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho hay Chiến thuật của Nga chỉ là một trong số những nhân tố cản trở bước tiến nhanh chóng của Ukraine. Các quan chức và chuyên gia quân sự Ukraine cũng dẫn ra các bãi mìn dài đặc mạng lưới chiến hào và chứa ngại vật chống tăng của Nga cũng như thái độ do dự của các nước NATO trong việc cung cấp tiêm kích tiên tiến và vũ khí tầm xa cho Kiev. Phòng ngự chiều sâu không phải là một chiến thuật mới, ông Barry cho hay. Liên Xô từng triển khai chiến thuật này để đánh bại Đức năm 1943 trong trận chiến quốc, một trong những trận chiến lớn nhất ở mặt trận phía đông trong Thế chiến II. Nga cũng từng áp dụng chiến thuật trên một vài lần ở Ukraine, đặc biệt khi đối phó với cuộc phản công mùa hè của Kiev. Trong lịch sử, nó được sử dụng rất thành công. Nhưng để thực hiện được thì đòi hỏi phải có lãnh đạo giỏi và các binh lính được đào tạo tốt để có thể tiến hành các cuộc phản công quyết định, ông Barry nói. Trong những tuần gần đây, giao tranh dữ dội diễn ra tại khu vực Zaporizhia ở phía nam khi Ukraine tìm cách tận dụng thành công của mình sau khi giành quyền kiểm soát làng Roboty và xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington đánh giá các hệ thống chiến hào thường xuyên thay đổi bên kiểm soát giữa bối cảnh giao tranh ác liệt gần làng Roboty. Tổ chức này cũng đánh giá Nga đang tiến hành các cuộc phản công thành công và triển khai các đơn vị tinh nhuệ trong các chiến dịch đó. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.